mà đây là photocopy nữa. Thế thì cái này để coi riêng thôi. Mà thấy cái này là cũng không biết chuyện gì, cũng thấy hơi hết hồn cũng có. Bởi vì nhiều khi người ta tán phát cũng có, mà ta chửi nát bét cũng cũng có. Cho nên là mấy cái vụ này thì khoan, không có thể nói liền được. Thôi nạc danh nó lại chửi tùm lum tùm lê nhậm gì, chửi dài dài, chửi khắp thiên hạ được hết. Do vậy cho nên tôi nói mà tự tí, người ta khen cũng đừng có ham, đừng có mừng. Mà khi người ta khen mà mình không mừng thì khi người ta chửi bên mình tá bẹ, mình không có buồn. Chứ mà ta khen mà mừng mà ta chửi nó chê là buồn dữ lắm, đau khổ dữ lắm. Mà cái đó là hai cái thái cực, mà mình đừng có để nó ở bên cái cực nào hết. Phải tập như vậy lần lần nó quen đi. Lẽ tất nhiên là nói như vậy không có nghĩa là mình đi làm gì mà ta mắng nhất là sẽ mà mình bất động, không phải vậy. Mà mình vẫn có cái lập trường đàng hoàng, mình có vẫn có cái nhận thức tâm lý đàng hoàng. Rồi thì nếu người ta không bằng lòng cái đó, người ta có thể sẽ mắng nhiếc bình thường, đừng có nao lòng xót dạ gì hết. Cái đó đó trong kinh Phật đó gọi là cái từ gì tôi nói ai nhớ cái đó là giỏi đó. Đạo Phật, Đức Phật là thuyết pháp gọi là tam niệm trụ. Trụ ở trong ba cái niệm đó là mình phải học dễ thôi. Cho nên là ví dụ như giờ cái thôi là vậy, mà có 8 tháng trong đó tôi nghe cảm ơn mừng rằng các vị đã tâm đắc được cái gì là mừng thì vui tốt. Còn ví dụ như trong đó có xài xể mắng nhiếc gì đó cũng vẫn bất động, là vì Đức Phật hồi xưa cũng phải trụ trong cái tam niệm trụ như vậy, nghĩa là khen không có mừng rỡ sung sướng gì hết. Do vậy cho nên là cái bất mãn người ta mắng nhất chửi bới là tại vì người ta không tiếp thu cái nguồn tư tưởng của mình. Thế thì người ta mắng nhất mình chứ sao, cho nên cũng không có gì sợ sệt. Còn người ta không vui không buồn mình cũng vẫn bất động, đó phải tập như vậy. Lạc danh của người này người kia thì Phật thị thi đó mà. Gửi tới tôi là tôi nhìn cái đề xong là dò bỏ trong giỏ rác tức khắc, không cần đọc nội dung. Anh viết thơ lạc danh có nghĩa là anh không phải là cái người đường hoàng rồi. Người đàng hoàng ta nói đâu có chứng, có cớ, có sự thật. Ai đi lạc danh? Cho nên lạc danh mà gửi tới là dò bỏ giỏ rác liền, mà không thèm dòm có ai nói gì. Đừng có nói chuyện sợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2000. Tuần lễ thì sáng chủ nhật. Mỗi tuần là chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý tại giảng đường Trì Vĩnh Nghiêm. Chúng ta đang học về nghi thức học. Hôm nay là kỳ thứ 18.
kỳ thứ 18. Như trước ta đã học đó mà, hai lần rồi ta học về những cái ý tứ để giải đáp cho cái câu hỏi thứ nhất là năng biến và khởi biến đối với duy thức học có hay không. Tức là ta học để giải đáp câu đó, trả lời cho câu đó. Nếu tất cả duy thức ngoại duyên không thực, tại sao hữu tình phân biệt đau khổ triền miên? Câu thứ ba, nếu là duy thức thì vấn đề hữu tình sinh tử tương tục phải được giải quyết như thế nào? Thì chúng ta nghe cái tổng quát và phân tích từ từng ý của cái bài kệ rồi. Bài kệ là do thử duy thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt do thử mỹ giai vô có nhất thiết duy thức. Thế thì câu hỏi đó tức là do thử biểu và do, tức là năng phân biệt và sở phân biệt đều là pháp không có gì, chỉ là pháp duyên sanh thôi. Mà đã duyên sanh thì nó là bản chất, nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó là vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là cái pháp bất tịnh. Vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên nó là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng nó tiêu ma hoại diệt, là giải pháp trở thành không. Rồi cũng từ duyên sanh nó sanh ra lại có. Thế thì trả lời câu thứ nhất là vậy. Câu thứ hai là do những cái chuyển thích như thế, như bị biến, như chuyển lực có bị phân biệt sanh. Trả lời rằng tất cả hiện tượng sự vật, trong đó hữu tình và vô tình, đều là đều do sự tương quan tương duyên của những cái chủng tử ở trong cái nhất thiết chủng thức mà nó tương quan tác động, mà nó hình thành, nó duyên khởi, nó hình thành mà nó sanh ra. Vì vậy cho nên là hiện tượng sự vật hữu tình vô tình sanh ra đều là do cái sự chuyển biến tác động tương quan của nhất thiết chủng thức. Thế thì trong đó cái sự vật chuyển biến nó sinh ra từ các cái chủng tử, các cái duyên của những cái chủng thức thì nó cũng không tự ngã như vấn đề ở trên đã nói. Giờ trả lời cho vấn đề hữu tình sinh tử tương tục, trả lời rằng do tập khí của các nghiệp, tức là do cái thói quen mà nó biểu lộ ra hành động của thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, và tập khí của hai món thủ là cái thói quen chấp ngã bên con người và chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp, gọi là nhị thủ tập khí câu. Tức là mình chấp ngã, mình chấp hai cái món thủ. Năng thủ là chấp ngã bên con người, sở thủ là tất cả hiện tượng vạn pháp. Do cái chấp đó mà làm cho hột giống, làm cho nguyên nhân để mà cái chúng sanh mà nó sinh tử rồi nó tái hiện tương tục không ngừng là do cái tập khí của các nghiệp và tập khí của hai món thủ. Bây giờ ta đọc một cái phần mà cái bằng yếu luận, tức là ta luận một cách tổng quát mà và những cái điều cốt yếu. Yếu luận ta luận rằng năng phân biệt, sở phân biệt đều là sản phẩm của thức. Đặc cách và cô động lại vậy là năng phân biệt, tức là sự nhận thức của tám thức ở bên con người, bên hữu tình. Còn sở phân biệt là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, đó là sở phân biệt, đều là sản phẩm của thức mà thôi. Tức là thức nó biến ra, thị chi thức chuyển biến. Chỉ thị là chỉ cho tám cái thức tâm vương
là cái phần năng phân biệt. Như vậy là một cái chữ mà nó tiếp nối cái đoạn văn trước, nó tiếp nối cái đoạn văn mà y chỉ cần bản thức ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý thức thường hiện khởi, từ sanh vô tử thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Tất cả bảy thức trước đều là nó nương giá ở trên cái căn bản thức, nó nương ở trên cái thức thứ tám mà nó duyên khởi, nó hình thành, nó sinh ra, giống như sóng mòi nương lên trên nước của mực, của đầm đìa mà nó sinh. Sóng mòi ngoài cái nước của vực thấm, của biển rộng, của đầm, của địa thì không có cái lý do để nó sinh ra sống mòi được, mà sống mòi sinh được là phải nương ở nơi nước. Thế thì là bảy cái thức là nó nương ở trên cái đệ bát A La Gia mà nó sinh ra. Đây là y chỉ căn bản thức mà ngũ thức được tùy duyên hiện. Cái đó là mình học từng câu một câu mình thôi rồi. Hoặc có lúc nó khởi chung, có lúc không chung, như sống mòi nơi nước, chỉ có ý thức là thường hiện khởi từ những cái lúc cái sanh vô tưởng thiên và hai cái món định vô tâm, là vô tưởng định, diệt bệnh định. Mà ý thức thì là cộng thêm món nữa là trong cái lúc ngủ say và chết giấc. Thế thì đây tôi dùng cái thị chi thức chuyển biến, tức là chỉ cho tám cái thức trước, chỉ cho bát thức tâm dương nữa. Còn cái thị là chỉ cho tám thức tâm dương, là cái phần mà năng phân biệt. Còn sở phân biệt đó là, sở phân biệt là cái tướng ngã, là cái đối tượng chấp, là đối tượng chấp. Ví dụ như là núi sông đất liền trời căn mây nước ha, nó là cái đối tượng chấp của con người. Trong đó kể cả con người của mình cũng là một pháp á, nó cũng trở thành cái đối tượng chấp. Nhưng mà nếu chấp bên con người á, thì ta gọi là chấp ngã, tức là cũng chấp ngã, nhưng mà chấp ngã bên con người thì gọi là chấp ngã. Mà chấp ngã bên cái đối tượng chấp bên dạng pháp thì gọi là chấp pháp. Chứ kỳ thật là nên nhớ rằng là chấp ngã bên con người hay là chấp ngã bên dạng pháp cũng là chấp ngã mà thôi. Chứ không phải, để ý không phải là chấp ngã bên con người là chấp ngã, mà chấp ngã bên dạng pháp là gọi là chấp pháp không, không đúng. Nói vậy là người ta nói chưa liễu nghĩa đâu, chưa trọn nghĩa. Mà sự thật cái từ chấp ngã của đạo Phật là chấp ngã bên vạn pháp, mà đồng thời chấp ngã bên con người. Vì vạn pháp là vô ngã, mà bên con người cũng vẫn là vô ngã. Mà chấp ngã bên con người thì gọi là chấp ngã, mà chấp bên vạn pháp thì lẽ ra cũng gọi là chấp ngã. Nhưng mà vì là nó là chấp ngã bên cái loại vô tình, loại không có tri giác, cho nên gọi nó là chấp pháp. Chứ kỳ thật cũng là chấp ngã. Nói như vậy để các đại chúng ý nè. Như thế tôi ngon nhất thiết pháp vô ngã, nó dẫn cái lời của Đức Thế Tôn nói. Đó là cái câu mà trực khởi của cái bộ Đại Thừa Bánh Pháp. Như là Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Tôi hỏi vậy chứ tất cả pháp là những gì, thế nào là vô ngã? Đáp rằng tất cả pháp của con là nó có 100 pháp, có chia là 5 loại, nó có 100 pháp. Là loại tâm vương, loại tâm sở, loại sắc pháp, loại tâm bất tương ứng, loại vô vi. Nói tất cả pháp thì nhiều, nhưng mà nó gồm trong 5 loại pháp đó. Chia làm hai phần, một phần đó thì là hữu vi, một phần là vô vi. Theo Đại Thừa Bát Pháp thì cái pháp hữu vi nó gồm thâu ở trong 96 pháp, còn pháp vô vi gồm thâu 94 pháp, xin lỗi. Pháp hữu vi là nó gồm trong 94 pháp, còn cái pháp vô vi thì là nó có 6 pháp.
Nhưng mà tất cả pháp là gồm như vậy, nhưng mà đều là vô ngã. Trong năm loại đó đều vô ngã hết. Cho nên học cái này thú vị lắm. Mình nhắc lại để chúng để ý cái đó để mình nhớ. Chứ còn mình học minh mông mình không nhớ là không có nhầm gì hết đó. Và vì năm loại như vậy nó tương quan nhau mà nó hình thành, cho nên là tất cả pháp đều là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên vô ngã. Duyên sanh là sao? Nhất thiết tối thắng có, giữ thử tương ứng có. Tức là tâm duyên và tâm sở không ngoài nhau mà có. Sắc pháp là gì? Là nghi sở hiện ảnh có. Là do tâm duyên tâm sở mà có ra sắc pháp. Tâm bất tương ứng là gì? Pháp đó là loại pháp gì? Tam vị sai biệt có. Nghĩa là do tâm duyên tâm sở sắc pháp mà có ra cái loại giả danh này. Rồi vô vi pháp là gì? Làm sao mà có được vô vi pháp? Là do đối lập với pháp hữu vi. Tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng, hành pháp. Bốn cái loại đó nó gồm 94 pháp hữu vi. Gồm hết trong đó. Rồi hết trong đó rồi thì còn lại cái gì? Còn lại cái gọi là vô. Nếu có cái hữu thì hết cái hữu thì phải gọi là vô. Gồm hết cái có lại trong một khối vậy. Thế thì là ngoài cái khối mà gọi là có này thì còn cái gì? Còn cái không. Do vậy cho nên pháp gọi là vô vi cũng vẫn là pháp đối đãi mà thôi. Cho nó không tự có. Thế thì là tương quan tương duyên mà có, chứ không có cái nào là có cái độc lập tự nó sinh ra nó. Do vậy mà ta gọi là vô ngã lại là vậy đó. Duyên sanh là vậy đó. Học như mấy câu đầu thôi là đã thấy cái chân lý vô ngã và chân lý duyên sanh. Để cái đó thành ra là chấp ngã bên con người cũng là chấp ngã. Mà bên văn pháp mà mình chấp nó có rồi mà nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó cũng đều gọi là thuộc về chấp ngã hết. Nhưng mà thường thường là các vị nghe nói rằng là có hai cái từ là chấp ngã và chấp pháp, thì kỳ thật là hai cái đó. Bởi vì con người cũng là pháp, mà sự vật hiện tượng cũng là pháp, cũng là một pháp. Con người cũng là một pháp trong hiện tượng vạn pháp. Chẳng qua con người là pháp, nó thuộc về hữu tình. Còn sự vật hiện tượng bên ngoài cũng là pháp, mà thuộc về cái loại vô tình. Cũng như con người là gọi là chúng sinh, mà là hữu tình chúng sinh. Còn vạn vật núi sông đất liền trời tăng mấy nước bên ngoài cũng là chúng sinh, cũng là giả chúng duyên như sinh. Nhưng mà nó là vô tình chúng sinh, chứ nó cũng là chúng sinh vậy thôi. Đấy. Mà đã chúng sinh thì giả chúng duyên như sinh, nương tựa các duyên hòa hợp tương quan mà sinh, cho nên gọi là chúng sinh. Phật gọi tất cả là chúng sinh là tại vì nó không có cái tự ngã. Nắm lấy cái đó để rồi mình nhìn cuộc đời thoải mái lắm. Thành ra là sở phân biệt là cái chấp ngã, là cái đối tượng chấp. Chấp ngã ở bản pháp cũng như chấp ngã ở con người hoàn toàn do sự chuyển hướng của các cái thức hướng đến một cái lối chấp sai lầm, rồi tự biến ra cái chấp ngã. Tự mình chuyển hướng cái chấp của mình đó mà, rồi nó sinh ra cái chấp ngã. Tôi nói ví dụ như bây giờ là tất cả nhất thiết chi pháp cùng bổn vĩ lai ly danh tự tốt, ly ngôn chức tốt, ly tâm duyên tốt. Tất cả các pháp từ xưa nay không có danh tự, không có văn tự, không có danh tự, không có tên gọi ấy. Thế mà bây giờ đây là mình còn lo mình đi tìm kiếm để nghiên cứu về con khủng long. Hằng ngày mình coi TV đó à,
ta đang nghiên cứu coi cái thời kỳ con khủng long nó sanh làm sao, rồi nó đi về làm sao, rồi giờ ta tìm cái bộ xương của khủng long nó ta nghiên cứu nè. Thế thì là những cái môn học khảo cổ của cái thế gian như vậy đó, người ta có cái lý do của người ta, ta nghiên cứu để người ta nói, để người ta tìm, người ta hiểu vậy. Thì chuyện là chuyện của thế gian, nhưng mà cái người mình mà học Phật đó mà là phải có khác cái đó. Ví dụ như người học Phật không cần nghiên cứu khủng long để làm gì hết, đó là vấn đề sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại hoại không, xưa nay nó vậy. Khủng long sống mấy ngàn tuổi, mấy ngàn năm kệ nó, rồi nó bụng nhiêu kệ nó. Nhưng mà bây giờ ở thế gian người ta các cái môn học khoa học người khảo cổ, ta tìm từ bộ xương của khủng long, người ta tìm từ cái rìu bằng đá. Nhưng mà người Phật giáo thì nếu mà người ta học thật để ta đi cũng được giải thoát, ta không thèm tìm cái đó. Cái đó để cho khoa học tìm, để cho khảo cổ học tìm. Bởi vì tìm cái rìu đá đó, mình tính ra cái số năm nó làm bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm, chả có lợi ích gì cho cái việc giải thoát giác ngộ. Cho nên người học Phật ta không thèm cái đó. Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua, hiện tại thì đang diễn biến, vấn đề là hiện tại đây nè. Tôi nói như ví dụ như bây giờ đây là mình đây là chúng ta ngồi đây nè, cái đời sống của chúng ta như thế nào, có no ấm không, kinh tế có được là an ổn không, an cư chưa, lạc nghiệp không, gia đình có hạnh phúc không, đó là vấn đề quan trọng mà của cái người biết sống. Chứ ngồi đây mà mình nhớ tới cái chuyện mà ông sờ ông sẩm cẩm kỹ của mình, nghiên cứu gọi là cái gia phả, ông sờ ông sẩm cẩm kỹ mình làm cho ông gì thôi, ngồi mà nghiên cứu cái đó để mà tiếp nối là cái quá khứ, có gì được gì đâu. Nói gần đây là như là những người mà ở trong cái triều Nguyễn Gia Long từ 1802 tới giờ đây nè, chiến tranh cực khổ vô cùng nè, xô xát rồi giết chóc rồi thù hận ghê gớm giữa Nguyễn Huệ, Quang Trung với Gia Lâm với Hoàng Diệu với Bùi Thị Xuân, rồi giết nhau cách tàn nhẫn. Mình đọc lịch sử mình thấy mình còn nóng ruột rồi nè, mình còn khinh dễ những cái trả thù tàn ác ha. Nhưng mà bây giờ là tôi hỏi cho Triều Nguyễn còn gì, cả hai triều còn gì. Thế thì nếu mà con cháu của cái phe mà Quang Trung Nguyễn Huệ hay là cái phe của Gia Lâm mà ngồi mà nghiên cứu lại ông bà của mình để làm gì, chỉ toàn là đau khổ, từ đau khổ tới đau khổ mà không có gì hết. Vấn đề là bây giờ cơm áo là sao, an cư chưa, lạc nghiệp chưa, chồng con vợ con có hạnh phúc không, con cái học hành có được không, cái đó mới quan trọng chứ. Chứ còn vấn đề mà là con cháu Quang Trung mình nhớ lại con cháu Gia Long là để đi tìm giết nhau nữa hay sao, trả thù nhau nữa hay sao, để được cái gì. Do vậy cho nên nhớ nó chỉ là thêm thù hận, là quán ghét và đau khổ, mà hiện tại mình mất đi cái an lạc. Cho nên người Phật ta không thèm nhớ cái đó. Cái đó là chân lý của vũ trụ, là sanh trụ dị diệt, là thành trụ hoại không, là sanh lão bệnh tử. Cho nên là cái pháp nào gọi là pháp tầng nè, nó qua rồi là cho nó qua rồi mà không cần kéo nó lại. Ngược lại có những cái đau khổ mà tôi gọi là đau khổ dự trù. Cho nên nói chuyện với tôi bây giờ khó lắm. Ai mà nói chuyện với tôi mà lại mà tha gian về cái hiện tại rồi đề cập tới cái tương lai đó, tương lai nó đau khổ như thế này tôi sẽ bị như thế kia, rồi tôi phải tính như thế nọ, mà tính không thành công là tôi sẽ như thế này thế nào thế kia. Tôi nói không không không, cái vấn đề là đau khổ dự trù này là không nghe, cắt ngay. Chưa có mà các vị tính về sao được, tính cái điều đó không 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 làm sao mà hiện thực được. Tính tương lai hạnh phúc như thế này thế kia thế nào tính ghê lắm, lắm mà không phải vậy. Thì thật là nó phải theo ý mình muốn. Có khi nó tốt hơn nhiều, mà có khi nó hoàn toàn không không thành tựu gì được hết. Do vậy trên cái đau khổ dự trù đó, đối với tôi bây giờ là không cho. Mà nói tới cái đau khổ dự trù là cắt bỏ, không nghe và không nói. Đó là sống gần bên tôi là bây giờ là tôi đi cái chương trình tôi là vậy, cái kiểu của tôi là vậy. Có người đau khổ dự trù cách dự ít, người ta chưa có quán ghét mình như vậy, mà nó ghét tôi, nó tính nó giết tôi. Giết tôi rồi nó tính là nó giết rồi, nó còn đem nó dầm nó nữa, rồi nó còn đem nó chỗ thùng suối ịnh nó chôn tôi. Trời đất ơi, nó chưa làm mà. Mà có làm cũng làm không được đó mà.
Cho nên mình tính như vậy rồi mình giận rồi mình ghét rồi để làm gì? Rồi người kia chưa có thương mà nó trụ với người đó, nó tính, họ tính được thương tôi lắm. Họ nói họ làm nô lệ tôi suốt đời. Yêu tôi tha thiết, chưa chết rồi nha. Cho nên là cái loại đó là thuộc về đau khổ dự trụ. Mà vấn đề là phải hiện thực, học Phật là phải vậy đó. Cho nên là tôi nói cái đó là thực tế nha, là chuyện thế gian nha. Rồi bây giờ tôi nói chuyện là đau khổ dự trụ nữa. Ngồi đây mà hưởng cái niết bàn ở trên cái thế gian là mặt đất thì không chịu, mà chịu cực chịu khổ lại lục gian xin cầu nguyện thánh thần ở đâu không thấy, mà chờ tôi chết rồi cho tôi về cái cảnh giới cái niết bàn ở đâu đó, anh đi không trung nào đó. Đó là hạnh phúc, và hạnh phúc dự trù. Hạnh phúc dự trù đó không bao giờ hiện thực, thì chỉ đau khổ uổng công ngồi đây mà gian giới lại lục. Trong khi nó chỉ cần đoạn trừ phiền não, chỉ cần hóa giải tham sân, chỉ cần nhận thức được gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc, nó như bọt bèo sanh diệt quyển quyển hư. Hãy khi mê mất chánh niệm thì tham sân si nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức không sao tìm ra được chúng. À thế thì mình hóa giải tham sân si đây là mình sướng liền, mình có niết bàn liền, lại không chịu mà lại là đòi chờ lại lục gian sinh cầu khẩn cái niết bàn dự trù. Cực lạc cũng vậy. Bây giờ mình biết quá giải thì não vui mình là mình ván sanh qua từ cái thế giới đang đau khổ cực tham cực sân cực si cực mạng nghi ác kiến đây, mình quá giải nó cái mình sống một đời sống hết sức nhẹ nhàng đây, mình không chịu, mình không hưởng cái cực lạc này mà chịu năn nỉ lại lục gian sinh là gỡ gánh tâm hồn bỗng 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 đâu xong để chờ ngày chết mới là giảng sanh cực lạc ở cái phía mặt trời lặn. Mà phía mặt trời lặn mà nếu mà dân thần thông mà bay dù 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 qua tới mặt trời lặn mà bấm nút và bươn xuống là rớt về nước Mỹ. Ở lên là mặt trời lặn ở Việt Nam rồi bên Mỹ mặt trời mọc mà. Thế thì cái cực lạc nó cũng là cực lạc dự trù mà không hiện thực được. Trong khi đó giáo lý của Đức Phật là dạy rằng là thân tại hải trung du mít thủy mà nhất hành lãnh thượng mạc tầm, mạc tầm sơn. Mình đang ở trong biển thì mình chỉ biết uống nước, hả miệng ra là có nước uống mà. Mình đang sống trong cái cảnh mà hoàn toàn là nước bạn thanh tịnh đấy chứ. Nếu mình có chánh niệm, mình nhìn thẳng vào vô minh, mình quá giải đó là mình có nước bạn thật sự. Vậy mà không hưởng, không có cái nước bạn đó, để hưởng cái nước bạn dự trù. Cho nên tiếp nối quá khứ và dự trù cái tương lai. Học Phật một kỹ rồi ta không làm cái đó đâu, sống ngay cái hiện tại thôi. Cái đó khó nghe lắm, khó nghe lắm. Người ta chịu gửi tâm hồn, gửi tâm hồn trong cái cảnh mà mông lung không có gì hết vậy đó. Nó thành một cái thứ thuốc an thần, nó xoa dịu cái tâm hồn đau khổ để gửi đi vậy đó. Cái đó nhiều người chịu lắm. Còn tự mình quá giải cái vô minh cái phiền não rồi, cái mình có ăn làm ngay là ít người làm nổi cái đó. Tôi nói như vậy để tôi nhắc với đại chúng rằng là các cái bậc A-la-hớn người ta có niết bàn ở trên mặt đất này, những mỗi ngày người ta vẫn đi khất thực cùng với Phật đó mà. Thì các vị biết rồi đó, đó là Thất Bụt Kiền Liên Trung Bồ Đề A Nan Ca Diếp Bánh Bánh, mỗi ngày mới đi khất thực một quả thì gọi là quả a la hớt, đại a la hớt. Còn như Đức Phật Thích Ca thì mỗi ngày vẫn đi khất thực, mà đương nhiên là Phật Thích Ca là phải có vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Thế thì cái đó là cái hiện tại chứ đâu phải là cái chờ chết rồi mới là có niết bàn bằng cái hồn. Thành ra để cái đó mà học thì nó mới có lợi đó. Bây giờ tôi xin nhắc đại chúng là những cái khổ mà dự trù đó là các vị khắc phục, đừng có tưởng tượng cái khổ dự trù. Có người tưởng tượng cái khổ dự trù rồi tự khổ trước, trong khi khổ chưa có thật. Có người nghe là vàng bây giờ là lạnh cả 40-50 lượng vàng trong túi đó, mà hiện giờ không hề có hưởng cái gì hết, mà chờ hưởng cái sung sướng dự trù không à.
sợ rồi, để là nếu mà mình xài hết cái này là mà đau khổ cái là hiện giờ là 80 tuổi đó nha. Đây là tôi nói sự thật thôi, nhưng mà mình không có quyền nói tên người ta, mình biết rõ vì người ta có tâm sự với mình mà, ta nói thiệt với mình mà. Người ta có cỡ như là 80 lượng vàng, mà nếu mà người ta bán luôn cái nhà nữa là có 200 lượng nữa, 250 lượng nữa, mà bây giờ không có cái gì hết, cái nhà không có gì hết, ăn không có ăn gì hết. Mà với tôi là tôi dạy tôi nói thôi bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ gắn cái điện thoại đi, cái điện thoại bây giờ là bao nhiêu triệu, 2,5 triệu là có rồi. Để chi? Để vừa bệnh đó là mình gọi ngay bác sĩ mình mời tới, à, hoặc là mình mời là bà con nào đó tới họ giúp mình trong lúc bệnh hoạn, không dám gắn cái điện thoại nha, mà để là hưởng cái suất dự trù không à. Suất dự trù là cái tiền của mình nó còn đó, rồi sau này mình không có khổ. Còn giờ nếu mình xài lỡ nó mòn mỏi cái tiền, cái sau này mình khổ thì sao? Thành ra là cho cái suất dự trù mà chấp nhận cái khổ hiện tại. Nó mê mụi tới cái cỡ mà cái bằng hết cách để cứu, mà đó là có thật đấy. Rồi chuẩn bị cái chết đó thì đưa tiền gửi ông thầy này 5 triệu, 5 cây vàng, nửa tôi chết, chết rồi chôn tôi như thế này, mời bao nhiêu ông thầy gửi 5 cây vàng. Xong rồi tôi thấy 2-3 năm không chết đó, thôi thầy ơi, thầy trả vàng tôi, trả vàng tôi, trời ông thầy nào ông lấy nhà ông cất chùa rồi mới chết ổng chứ. Bây giờ đòi thì ông thầy giữ tôi tính, ông có chạy mượn chạy xuống tới mượn ông trả đâu, gửi cho ông thầy khác, gửi ông thầy khác mới về làm vậy giùm tôi. Ông thầy nó cũng bị như vậy nữa, cái đó sao đó mới mời tôi, định mời tôi đưa tôi 10 cây. Tôi nói 100 cây tôi cũng không dám lãnh nữa, chứ đừng nói 10 cây. Tôi chỉ bày cho cái cách để mà sống thôi, nó còn làm gì không có được cái gì hết á. Chết rồi đi chôn cái mã lớn để làm gì, mời 5-10 thầy để tụng để làm gì, mua cái hàng 7-8 triệu 15 triệu để làm gì. Cái đó không bao giờ tôi làm, cho tôi 100 cây tôi cũng không làm. Vấn đề tôi muốn cứu bà bây giờ nè, tôi muốn cứu ông bây giờ nè, ông có bằng lòng cho tôi cứu hay không? Nếu bằng lòng là tôi sẵn sàng tôi cứu, bằng không cứu nổi là thôi, chứ còn bao nhiêu cũng không. Rồi nó đau khổ nhiều cái kỳ cục lắm, cứ lo cái chuyện là vui dự trù, khổ dự trù, tiếc nuối quá khứ mà quên đi cái hiện tại. Cho nên cái quá khứ đó ta gọi là pháp trần đó, cái mà cái gia phả đó. Cho nên là tôi nói xin lỗi nha, tôi thấy mấy người mà viết cái gia phả dài nó khoe tôi cười khích lông quý. Gia phả là cái gì? Cái gia phả là cái gì đó, chả có nhầm cái gì cái vụ đó. Cái đó nó không đem lại cái lợi ích gì hết. Ông bà cha mẹ của mình hồi xưa lúc nào đó có phước thì hưởng sự an lành, sự hạnh phúc. Có tu hành, có chánh niệm thì có an lành, còn bằng không là vẫn đau khổ thôi. Bây giờ ngày nay mình cũng vậy, do chuyên nghiệp tập khí nhị thủ tập khí câu tiền dị thục ký tận phục sanh như vậy, thuộc là do cái tập khí của các nghiệp và tập khí của thủ. Mà mình hưởng cái gì ở đây nè, chứ còn nói cái do thả của ông bà cha mẹ mình để làm gì. Rồi có người nói do thả mình nhà đụng đó, cái lúc mà ông nội mình dắt súng mà đi cào nhà người ta để thâu lúa ruộng đó, làm điện chủ ác nghiệp đó mà. Sao mấy cái hồ sơ, mấy cái diễn kịch đó mà ta, cái giai đoạn mà tay cái đào luyện ra làm tội lỗi đó mà. Rồi nhớ cái đó là đau khổ, đau khổ để làm gì. Cái thời đó nó phải vậy thôi. Cho nên là có khi nhớ ông bà mình, mà ông bà mình có lúc mà thật sự mà nói về đúng về chân lý mà nói là ông bà mình làm sai hả, dắt súng mà đi thâu lúa ruộng một cách quá khắc nghiệt, một cơn năm dạ không có là tóc cào nhà hả, thế thì lúc đó sai, thế thì cái sai cái lúc đó bây giờ mình ôn lại cái giao hả đó để mình đau khổ làm chi.
coi như là ông bà mình làm vua hả, bây giờ mình ôn lại, giờ cái chế độ vua không còn nữa, mình ôn lại để làm gì? Cho nên cái vấn đề mà giao phả đó, cái người học đạo ta không thèm đâu. Học đạo mà biết tu thiện ta không thèm. Ôn lại cái đó nó thuộc về pháp tầng, nó là cái bóng dáng đã qua rồi, cho nó qua đi. Mà sự vật luôn luôn là nó diễn biến. Trước kia là ông bà mình có lúc phạm phải sai lầm, mà bây giờ đây mình trở thành cái người tốt, cái người vì nước, vì dân, vì xã hội, có được không? Được chứ có sao đâu. Ngược lại trước kia ông bà cha mẹ mình từ đời ông nội cho ông sợ ông chẳng mình rất tốt, mà bây giờ mình trở thành cái người mà làm đau khổ nhân dân quần chúng, thậm chí là bán nước hại dân, ví dụ vậy, có được không? Được. Do vậy cho nên là cái người học đạo người ta phải coi cái mình đang làm gì, đời sống mình ra sao. Cái hiện tại nó quan trọng lắm. Ta có thể cải tạo cái quá khứ xấu để trở thành tốt. Ngược lại trước kia nó tốt, bây giờ coi chừng nó đang xấu, mà ta có thầy lành bạn tốt, ta giác ngộ được từ cái xấu bây giờ ta có thể trở lại tốt. Cái đó để đem lại cái an lạc hạnh phúc, chứ còn cái tiếc nuối quá khứ hay là cái dự trù đau khổ hay là dự trù an vui đều không nên làm. Tôi cái thời gian trước kia mình cũng hay dự trù vậy, dự trù mình lo xa 5 năm nữa mình sẽ sống ra sao, 10 năm nữa mình sẽ làm việc gì ra sao, đều không trúng. Không trúng như vậy đâu, mà cứ coi cái nhân của mình làm, coi cái nhân của mình làm là do cái tập khí và các nghiệp và tập khí của món thú. Hiện tại mình làm gì, nếu hiện tại mình ăn hiền ở lành cũng trong cuộc sống mà mình làm đều lợi mình, lợi người, lợi tất cả ha, thì cuộc sống của mình là nhất định là nó đi từ từ, nó đi tới chỗ nhẹ nhàng, chỗ đẹp đẽ, chỗ thanh tịnh, chỗ giải thoát an vui. Còn tập khí các nghiệp và tập khí hai món thú mà nghĩa là chinh chích năng nề đau khổ ích kỷ hạng nhân ha, thì nhất định là tương lai mình sẽ đen tối, sẽ bị đau khổ dài dài. Cái đó là cái nhân quả, đó là vô cùng chính xác. Cho nên tất cả thế gian này các vị để ý mà suy lượng coi, suy nghiệm coi, mà tư duy coi, là tất cả từ quan tới vua, từ dân giả tới tất cả mọi hạng người, kể cả thực vật động vật ha, đều là tương quan tương duyên nhau, mà kết cục rồi là không ngoài cái chân lý nhân quả. Cái nhân quả nó hay lắm. Cho nên các vị mà coi là bao nhiêu là kịch nghệ ha, phim ảnh ha, cũng đều là kết cục rồi á, cái là ta diễn đạt cái vấn đề cái nhân tốt là quả tốt, mà cái nhân ác là cuối cùng là cái quả xấu. Cho nên nhân quả là cái chân lý bao trùm, không phải của đạo Phật nói, mà là chân lý tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Để ý cái đó mà sống, đừng thèm đau khổ dự trù, đừng thèm tiếc nuối quá khứ. Vì vậy cho nên là đạo Phật thường thường là khi mà tu thiền, ta gọi là có cái pháp samatha, là ý nghĩa đó. Samatha có nghĩa là phải cắt đứt đi, phải quên đi cái gì thuộc về quá khứ, và chẳng đứng cái gì là cái dự trù của tương lai, mà phải để tâm vào hiện tại, để mà tư duy và quán chiếu những cái pháp để diễn biến cái cách mình, để mình giữ những mình có chánh niệm, để điều khiển cái tập khí của hai các nghiệp và tập khí của hai món thủ, năng thủ sở thủ ha, mình điều khiển nó cho nó tốt thì mình có cái quả an lành hiện tại. Mà chính cái của hiện tại đó là cái quả an lành hiện tại, là cái nhân của an lành tương lai. Bởi vì quả nó đã thành nhân, bây giờ là quả, nhưng mà nó có cái nhân tốt rồi nó thành quả tốt, mà quả tốt lại là cái nhân tốt cho cái nghị thuật, cái quả đời sau. Để cái chỗ đó mà sống. Cho nên là vạn pháp cũng như là chấp ngã, vạn pháp cũng như chấp ngã bên con người, hoàn toàn do sự chuyển biến của các thức hướng đến một cái lối chấp sai lầm, rồi tự biến ra
cái chấp ngã. Theo lập trường của nguyên tắc học, trong dạng pháp đối tượng sở muốn không có ngã. Theo nguyên tắc học là cái đối tượng sở muốn không có ngã. Thì chi thức thức chuyển biến phân biệt sở thân biệt, sở phân biệt tức là đối tượng sở chấp, phân biệt tức là một phần chủ thể năng phân biệt năng chấp đều không có ngã. Trong con người bát thức tâm vương là một tổng hợp của con người cũng không có ngã. Do vậy chúng ta nhìn trên thức học thấy rõ và xác định rằng năng phân biệt sở phân biệt hay là năng biết sở biết không có ngã. Do thử bị dài vô có nhất thiết duyên thử tức là năng phân biệt, bỉ tức là sở phân, năng phân biệt sở phân biệt đều không. Cho nên nhìn bằng con mắt của nhà duy thức học tất cả đều duy thức đều không có ngã. Do vậy cái nhìn của duy thức học ha đều không có ngã. Thế mà người đời chấp có ngã thì cái ngã đó là duy thức của họ tự biến và tự chấp mà thôi. Tự biến rồi tự chấp. Cho nên hôm nay tôi nhìn trên TV tôi thấy đó mà, ở miền Bắc cũng không khác gì miền Nam đâu. Cái mùa tháng Giêng cho tới tháng 2, tháng 3 này là lễ hội quá sức nói. Mà có trong đó có cái lễ hội của cái bà Chúa Kho ở cái tỉnh Hà Bắc cũng đi gửi tiền, được may tiền y như ở đây mà miền Nam mình mà đi núi Điện Bà Tây Ninh hay là đi núi núi Sam ở Tô Đốc vậy đó. Cái đó là mình biến ra là cái bà Chúa Kho cũng tự mình biến ra, rồi mình vay tiền về mình làm ăn cũng tự mình biến ra, chứ kỳ thật không có vay tiền về làm ăn khá được đâu. Nếu mà vay tiền của bà Chúa Kho mà làm ăn khá thì cái tỉnh Hà Bắc không thể có người nào, bởi vì cái chùa cái bên đó mà lúc nào lại không vô vay được, mà vô vay được mà làm ăn khá rồi tại sao là dân Hà Bắc lại có người nghèo. Còn Châu Đốc thì là cái mũi bà cái bên đó muốn vay lúc nào là không được, mà đã vay được làm ăn khá thì tại sao tỉnh Châu Đốc còn có người nghèo. Rồi thầy thiết kia, cho nên là học của tôi có về bổn đạo đệ tử tôi đi học đạo rồi mấy nhỏ đó nó giác đồ đó. Nó nói với mấy người đệ tử tôi, nó nói ồ cô ơi cô đi lên chùa thầy thiếp này đi lên đây cô xin cái phép đó, là cô lại cái cô xin cái miếng to nhang về cô làm ăn khá lắm. Cái bà đệ tử học Phật có tôi hỏi gì chứ còn nhà con ở gần đây không, nói dạ ba má con ở gần đây nè, ba má con nghèo lắm cho nên là con không có được đi học nhiều, con phải làm vậy này gánh đồ mướn vậy. Bà nói sao mà con không nói với ba má con vô dây mớ tiền hay xin mớ to rồi về để cho con khá để đi học. Cái nó ngẩn ngơ là đâu biết nói sao. Con hiện giờ không có tiền giờ cho đi học mà con phải đi xách đồ mướn như vậy nè, tuổi con là tuổi học trò mà phải đi xách đồ mướn về để kiếm cơm độ nhật, do ba má con không ra tiền con không nói ba má con đó. Thế vậy mà cũng có người nghe. Thôi vậy là cho sắp đi cho bác ha, bác vô bác dây tiền đây nè, vậy là bác cho thêm, thay vì cho 3 đồng thì bác cho 5 đồng, là gì nhờ về nhờ cháu mà sao phải bác khá được, là sao khá được, nếu khá được là má nó đã khá rồi. Rồi má nó đã khá rồi đâu có trò nên đi sắp bốn cái đưa đồ cho mình đâu. Cho nên là cái tưởng tượng cái bà Chúa Kho hay là tưởng tượng thầy thiếp hay là tưởng tượng cái bà nào đó, ông thần nào đó ha, đều là duy thức hết. Nhưng mà nói tới đó rồi tôi nhớ tôi quản tôi sợ đó. Tôi sợ bây giờ là sao cũng may ra gần đây mắt tôi lò rồi tôi không ra miền Bắc nữa, cho tôi giảng ở miền Bắc mà tôi giảng kiểu tôi nó lớn quá là bất ổn lắm mà nha. Trời Phật ơi sao mà người ta đi chùa hương như là như kiếp cỏ,
đi xin phép xin lễ của bà sứ kho như kiếm đó. Thế thì là mình làm sao mà mình đánh đổi nổi cái mê tín của người ta, mà mình nói người ta mê tín thì người ta có chịu không? À, người ta đau khổ, người ta buồn, người ta có chịu cho mình không? Cho nên tôi thấy tôi hỏi thật luôn, sợ quá, sợ cái đức tin của người ta quá dễ dàng. Mà nếu mình đi ngược lại cái đức tin của số đông là coi chừng nguy hiểm đấy. Còn ở đây tại sao tôi dám nói là tại vì là đây là mình nói trong cái phạm vi của nhà chùa, mà nhà chùa có nghĩa là mình nói trong phạm vi của người đệ tử Phật, mà được nghe như vậy, phải học như vậy, phải tư duy như vậy. Nếu mình thấy đó là chân lý thì mình theo, còn nếu không phải chân lý thì mình bỏ nó đi mà khỏi cần tự nữ gì hết. À, do vậy cho nên ở đây là cứ nói thoải mái. À, nói thoải mái, ai nghe nổi thì tốt, ai nghe không nổi là cứ đi bay. Cái đó là duy thức đó. Tôi nói một cách đơn giản hết tất cả các nước ta nó có mấy chục thức dân cơ. Người Hơ Mông, rồi người Tày, rồi người Nùng, rồi người Lô Lô, rồi người Giao, rồi người Bá Na, rồi người Cho Ro, rồi người Mường, rồi người Mán, nhiều lắm. Cùng ở trên một cái hình chữ S của đất nước Việt Nam, mà mỗi một dân tộc thiểu số vậy, người ta có cái đức tin thần thánh của người ta. Vậy thì đức tin thần thánh của ai là đúng đây, là có thật và hiệu quả đây? Không hề có thần thánh nào hết, chẳng qua là dân tộc nào cũng tin kiểu gì đó là theo cái kiểu của mình. Mà hôm qua tôi đọc qua trong cuốn sách về dân tộc, mà tôi đọc suy gẫm tôi muốn khóc luôn. Tôi tưởng đâu là dân tộc mình ở trong cái người thiểu số vậy đó, rồi người ta thân thương nhau nhiều lắm, chứ không phải đâu. Đọc cái bài gọi là bài hát, bài dân ca của người Hồ Mông. Người Hồ Mông đọc cái bài dân ca ca mà cái lời văn đó ha, cô gái đi lấy chồng, mà đi lấy chồng về mà nói vượt tả cái lời tôi nghe tôi muốn khóc luôn á. Lúa tân thiên mà đến từng hạt, mà lúa mà rẫy là đến từng mốc, mà rau ở ngoài ruộng mà nương là đến từng ngọn. Trời ơi, cái người Hồ Mông mà đi lấy chồng này nó cũng khác nào là Việt Nam này, mà gặp mấy bà già chồng khó vô bốn nguyện thống sao cho nổi. Như vậy kéo cuộc như vậy, bằng kiện có tỏ vậy thì làm sao mà sống nổi. Đó là văn nhé, cái bài văn đàng hoàng trong quyển sách mới, tôi mới mua quyển sách đó. Đọc lại cái bài, bài hát rồi cô gái đi lấy chồng của người Hồng Mông. Đau khổ. Nên đó là khi mình đọc mình nghe cái cuộc sống của con người nó nhiều cái đau khổ. Lúa mà đến từng bông, rau thì đến từng ngọn. Cho nên là dân tộc nào cũng có cái tin, đức tin của nó, mà cái đức tin đó không có cái gì, không có đem lại kết quả gì hết. Nói chung là tin vào là cái sức vô hình đều không có kết quả gì hết, bất cứ của đạo nào, của tôn giáo nào. Chẳng qua là duy thức, cái thức của họ biến ra, họ tự tin vậy, chứ không hề có được cái gì ngoài cái sự nỗ lực, sự cố gắng của con người ra. Đạo Phật dạy rằng con người phải tạo ra 10 cái thế giới ở trong con người của mình, không có thế lực nào là khác hết. Tam điểm như tên tượng hoàn câu tọa nguyệt hà phi mau tùng thử đắc và tố thật giả do tha. Cái tâm của ta nó có thể tạo cho ta cảnh giới địa ngục,
tâm ta tạo cho ta cảnh giới nhà quỷ xuất sanh, tâm của ta tạo cho ta thành người, thành trời, thành A-tu-la, thành thanh văn vô giác Bồ Tát, và thậm chí nó làm cho ta thành Phật được. Thế thì tất cả từ Phật, Bồ Tát, thanh văn vô giác, người, trời, A-tu-la đều được nhà quỷ xuất sanh, đều là do ta tạo ra, đều do thức của ta biến chuyển. Nếu thức của ta mà biến chuyển, mà nhận thức sai lầm, mà chấp có thể ra là cái thức sai lầm đó, thì gọi là duy thức biến. Cho nên cái này khó lắm. Người đệ tử học Phật phải để ý mà vượt qua cái này, các vị mới có phải vượt tới cái phước báo thật sự mới hưởng được cái phước báo vô lậu. Cái phước vô lậu còn bằng không á hả, là các vị tu hành mà nó không có sâu, không có sâu vào cái bữa đó, thì các vị có thể hưởng được phước báo và phước báo hữu vô lậu. Bây giờ tôi phân tích cho các vị phước báo hữu lậu và vô lậu rồi nha. Bây giờ ta học cái từng chữ vậy đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị cái tâm hồn của các vị rất là tốt, các vị có tu bố thí, rồi các vị có ăn hiền ở lành, trì giới thì không phải là trì giới nhiều như là những bậc xuất gia tu hành chân chính, mà có trì giới, rồi có tu nhẫn nhục, rồi có tu bố thí, hả? Có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự, tức là những cái hạnh đạo hạnh mà căn bản của người làm đạo là các vị tu hành những cái điều đó. Tu nhất pháp các vị cũng tu được một số bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự, được mọi người thân thương. Từ đó các vị sẽ có cái phước an lành, mọi người thân thương, luật pháp không can thiệp gì tới mình, đời sống mình ăn lương thiện, cho nên là làm ăn là nó từ từ từ, nó không phát đạt nhiều lắm, nhưng mà nó từ từ nó làm cho cái gia đình nghĩa là an cư lạc nghiệp hạnh phúc, con nó ngoan nó hiền, cháu nó mạnh khỏe nó đẹp dễ dạy, thế là các vị hưởng được cái phước báo đó đó. Cái gia đình như vậy là gọi là phước báo hữu lậu đó. Con không có đứa hư mà nó nghe lời, nó có hiếu nữa. Còn cháu thì đứa nào đứa nấy sẵn so, sạch sẽ, ngoan dễ dạy, đi học hành được, không đến nỗi ngu đần độn mà phá tán gì. Thế thì hưởng như vậy ta gọi là phước báo hữu lậu, là do các vị có tu bố thí làm cho được cảm tình mọi người thương mến trong xã hội ha, rồi con cháu nó ngoan nó hiền ha. Nhưng mà lỡ ra trong cái thân nhân của mình đó mà có một cái người bị cái bệnh ngặt nghèo rồi chết đi thì cái người này vì thương quá, yêu quá, đau khổ vô cùng vô tận. Thế thì là nó mất đi cái sự an lành kia, cái là do vì cái tâm ái của mình nặng nề quá, mình không có quán được cái chân lý vô thường vô ngã. Cho nên là khi mà nó xảy đến một cái như vậy, nó làm cho mình có một cái cú sốc rất là nặng, thậm chí mình bệnh hoạn đau khổ ghê gớm. Thế thì là cái người tu mà tu cái nhân hữu lậu, nó kết cái quả hữu lậu là vậy đó. Ví dụ như là rồi đó là nói chuyện chết ha, sinh ly tử biệt ha. Rồi ví dụ như lúc nào đó tình cờ có việc gì đó nó xảy ra, nó mất một cái số tiền của. Thế thì cái người mà tu cái phước hữu lậu mà không có thường tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường vô ngã khổ đó mà, cú sốc mạnh quá mà ta cũng có thể đau bệnh người ta chết. Thế thì cái sự an lành đó nó có từng giai đoạn, từng hoàn cảnh nào đó nó còn an lành, mà lúc nào đó nó có một cái cú sốc mạnh vô, nó làm cho mất cái an lành đi, đau khổ cung cực. Thế thì cái tu như vậy, nó kết quả như vậy, ta gọi là phước hữu lậu, tức là nó còn lọt lớp ở trong cái quỹ đạo của mình, giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sao.
Còn cái thuốc mà gọi là tôi mà hưởng cái thuốc vô lậu là cái gì? Là cái người mà tôi mà hưởng cái thuốc vô lậu là các vị phải thường quán cái tâm ý đây nè, đây nói nè. Các vị phải thấy được cái tính chất vô ngã của bản thân, mà thấy được tính chất vô ngã của dạng pháp, mà thấy được cái tính chất vô ngã của con người, của bản thân mình cũng như của dạng pháp, thì đồng thời các vị thấy được cái tính chất, cái chân lý vô thường, chân lý bất định, chân lý khổ, và các vị nhận thức được đã là vô ngã thì là thuộc về pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì không bao giờ cố định và tồn tại lâu dài. Do vậy cho nên trong cái vấn đề sinh tử biệt ly, các vị không bị một cú sốc mà đau khổ quá triền miên, đau khổ nặng nề. Trong vấn đề mà mất bát, mất còn mất sự mê tham danh vọng, các vị cũng không có cái đau khổ cùng cực đau thương. Cho nên người ta phân tích là từ trước tới nay là các vị thường nghe nói rằng là tu thế nào được là hữu lậu, thuốc báo hữu lậu, tu sao được thuốc báo vô lậu. Thì hôm nay là ta học cái chân lý này, ta để ý cái vấn đề đó. Cái người mà hưởng thuốc báo vô lậu là phải thấy được chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên ta nhận thức giải pháp là vô thường. Vì vô thường cho nên khổ là lý đương nhiên, không có lý gì làm lạ. Rồi giải pháp đều là bất định, giải pháp đều là tính chất duyên sanh, không có gì. Cho nên người ta nhẹ nhàng ra. Cho nên á, mình tìm cái nguyên do vì sao mà Đức Phật không có đau khổ, vì sao mà Đức Phật có được vô thượng niết bàn. Tại vì vô Đức Phật nhận thức được là vạn pháp giai không duyên sanh như quyển, vô thường khổ không vô ngã và bất tịnh là một chân lý hiển nhiên, cho nên Đức Phật không có đau khổ. Mà muốn không đau khổ như vậy thì phải luyện một cái đức tính là đại từ, đại bi, đại hỷ, mà phải đại xả. Đại xã cho nên thương tất cả mà không hề thương ai hết. Đại bi, đại từ bi là thương tất cả mà không hề thương ai hết. Thương tất cả là đại từ, đại bi, mà không hề thương ai hết là đại xã. Không hề thương ai hết là đại xã, mà thương tất cả. Do vậy cho nên là cái việc là thương đến ai mà nghe pháp, chánh pháp giáo dục được để làm cho họ được an lành, Đức Phật sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình để giáo hóa chúng sanh, để mong cho họ được an lành và giải thoát khỏi giác ngộ, không tiếc thân mạng, hy sinh cả một cuộc đời. Đó là thương tất cả. Nhưng mà nếu ai đó không bằng lòng nghe, không bằng lòng học hành, không bằng lòng tự giải thoát mình, thì người nào đau khổ người đó tự chịu mà thôi, chứ Đức Phật không có đau khổ gồng gánh chung cho cái người đó. Do vậy cho nên là coi như không hề thương ai hết. Cái chân lý đó hay lắm. Cho nên nếu mà Phật tử chúng ta mà phải học được chân lý đó rồi là các vị sẽ nhẹ nhàng lắm. Chứ không á hả, cái câu này nè, cái câu này nguy hiểm vô cùng. Cái câu tục ngữ này người đời ta gọi là hay đấy, nhưng mà học đạo là câu này nguy hiểm lắm. Người ta gọi là giọt máu đào hơn ao nước, nước lã đó. Cái câu đó nó tầm thường, nó hạn hẹp, nó cục bộ lắm. Không được, không được thương, không được ái bằng cái kiểu đó. Nếu thương là thương tất cả mới là lòng đại bi đại từ. Còn cái mà thương trong cái họ hàng á, trong cái thân thuộc gọi là máu đào đó hả, mình sẽ chết thành cái máu bầm chứ không phải là máu đào đâu. Ừ, mình sẽ lăn lộn mà dựa đầu trong cái dũng máu bầm chứ không phải là máu đào đâu. Nó đau khổ mà chết đấy. Đừng có nói giọt máu đào hơn ao nước lã. Nước lã mà lội hoài tắm hoài được á, cái máu đào mà nhào dưới là coi thành máu bầm đó. Cho nên nó tập thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Đó là đại từ đại bi, mà là đại hỷ đại xã của Phật đó. Phật có nói mong như vậy để mà sống. Cho nên tục ngữ của ta có nhiều câu hay lắm, mà có nhiều câu phải bỏ đi không xài được. Cái câu mà như tôi vừa nói đó, thương giọt máu đào hơn ao nước lã, không có được, tầm thường lắm.
có những người ở xa không hề bà con gì hết, mà cái lý tưởng nó gặp nhau rồi, nó gặp nhau cái lý tưởng rồi, cái cao thượng nó gặp nhau rồi đó, ta trọng ta quý, không có cái trò giọng nói nào mà sánh bằng được. Chứ không phải là cái người mà không có thân bằng quen thuộc họ hàng rồi nó thành ao nước lã, không phải vậy đâu. Còn những người mà dính mắt ở trong cái họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê rồi đó, mình đừng tưởng đâu nó một họ với mình rồi nó thành cái máu đào, nó thành máu bầm đó. Đây là cổ nhân người ta có câu á, cổ nhân nhà học ta có câu là diễn thủy năng cứu cận quả và diễn thân bất như cận lanh. Cái đó là cái cách mà ở đời, tương đối ở đời phải nên hiểu như vậy. Bà con xa không có bằng láng giềng gần, nước ở xa không giúp gì được lửa ở đây, bà con xa không bằng láng giềng gần. Thế thì tại sao láng giềng ở bên ta, người ta có thể giúp đỡ cho mình việc này việc nọ việc kia tương quan trong cuộc sống mà mình lại không quý? Mình lại quý những cái người mà ở xa mình, mà là cả mấy chục năm không hề dễ gì mà mình giúp đỡ gì nhau gì hết, mà mình gọi đó là giọt máu đào. Mình kia cổm, mình đã dành, mình phụng sự, mình chia sẻ cái vậy vậy ha. Còn những cái người mà ta ở gần bên mình đã có khó sức, mà ta túng thiếu, ta nghèo khổ, cần giúp đỡ mà mình không giúp là sao? Mình đã giúp cho những người mà gọi là có một chút, gọi là cái họ là họ hàng đó mà. Cái đó thế gian thì mình không có nói, nhưng mà đạo Phật mà học Phật về là không có cái đó. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, đều là anh em, đều là thân bằng quyến thuộc. Cho nên nếu cần phải thương thì thương tất cả, thương tất cả. Nhưng mà nếu mà người nào đó mà không cùng chung lý tưởng, mà làm những cái điều tội ác, không có phù hợp với cái lương tâm lương tri, cuộc sống của con người cũng phù hợp với mình, thì coi như không có. Cho nên là tôi coi cái chuyện bao công mà nói chuyện với Quách Về, hai người khoe nhau, nói tôi thì tôi làm việc nghĩa là từ mấy mươi năm rồi, tôi ở trong hoàng cung này, nghĩa là tôi cái cách thức làm việc của tôi là một giọt nước cũng không chảy ra được. Cái kính đáo như một giọt nước cũng không chảy ra được, không rỉ ra được. Quốc Què nói vậy, ý nói rằng là tôi đã từng là đã đập con mèo chết để mà cháo chúa cho bằng ly hưu quán chúa mà thiêu quỷ bất dân cung. Bây giờ đó tôi làm mấy mươi năm nay không ai biết, à cho nên đi xe với bao chẳng, tôi làm việc kính mít giọt nước chảy không được. Ông ba con chẳng nói, còn tôi đó thì là tôi làm cái vai trò của tôi đó, khi mà tôi làm quan là vì pháp luật mà công bình cho xã hội, cho đất nước đó mà. Khi mà những cái người mà làm sai pháp luật, làm sai phép nước luật vua đó mà, thì giờ cho luật thân như đó tôi cũng không có xin gì. Nói xong rồi thì hai người uống rượu coi như là tiễn biệt, đường ai nấy đi uống rồi buông cái ly rượu xuống, là từ đó về sau là bao công sẵn sàng xa cái án Quách Què. Cuối cùng là bao công xử án Quách Què mà mình coi chuyện mình biết, phải học cái kiểu bao công lục thân cũng không có thiên vị, chứ không phải là lục thân rồi thành ra thì giọt máu đào đâu. Mà đó là cái cách sống của những bậc hiền thánh. Thật cái cha mày về đổ cho cha mình, đổ cha mẹ mình, đâu có phải là đổ bằng cái kiểu mà vẽ bùa đọc chú để mà làm cho cha mẹ mình được có bồ đề nước bàn giáng sanh cực lạc gì đâu. Về phải nhắc nhở cha mẹ thôi, phải thuyết pháp, phải nói những cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời. Cha mẹ phải nghĩ cái đó để mà tự xả đi, phải phát cái tâm đại từ đại bi đại xả của mở hết, từ chỗ đó mà các vị được bản sanh đấy.
để có niết bàn, để có an lạc đó, cái Phật không hề cho cha mẹ một cái điều phép nào, càng không có cho cái áo gọi là áo lục thù đâu nha. À, có lẽ ra là Phật cho mặc hai ba cái áo lục thù để nhân viên quý sứ được cái động tới ha, nhưng mà Phật không có cho đâu á. Cho nên đối với cái đoạn này hiện tượng giảng pháp tồn tại khách quan đây ba câu đó, mặc dù là kinh Phật có câu rằng là tam giới duy duy tâm mà vạn pháp duy duy thức. À, giảng pháp là duy thức, nhưng mà không có nghĩa là duy thức đó là duy cái bắt tay ngũ nữ thân ý của mình nó làm ra, không phải. Nó không có làm ra, nó không có tạo ra. Tâm giới duy tâm không phải là cái tâm của mình là cái gì đó nó làm ra núi sông đất liền tại tâm men nước. Cho nên trong này nè, là cái câu hỏi này nè, hỏi về về cái chữ tâm này nè. Hỏi tâm nó là cái gì á mà. Cái này không phải là khó nói lắm, nhưng mà đều phải có cơ hội mới nói, nhưng không mà nói riêng là nó lặp đi lặp lại hoài. Tâm không là cái gì hết, nhưng mà người ta biết nó là, ta biết được cái tâm á là phải dựa trên cái bằng hiện sở chi pháp, hữu tác dụng pháp và thọ dụng pháp. Lát nữa mình có học rồi nè. Do vậy cho nên là không có trở lại riêng là vậy đó. Hữu tác dụng pháp trong con người của chúng ta, tâm là cái gì không ai thấy hết, nhưng mà con người đó giết người trộm cướp tà dâm hằng ngày làm cái nghề đó, vọng ngôn ý nữ lương thiện ác khẩu để mà sống, thế thì ta biết là con người này cái tâm ác đó. Cho bằng hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp, nó biểu lộ ra cái giúp người cảm quyết tà dâm để về cái tâm của người này. Chứ còn hỏi với cái tâm của người đó là cái gì, ở đâu trong con người họ kia không có. Đem mà cán bỏ vô trong cái máy cán vàng, vàng cái máy cán vàng cán thật là mỏng đó. Cán mỏng là vậy, ra tìm cái tâm cái gì không có. Nhưng mà dựa vào cái tác dụng của nó mà biết nó có. Cái tác dụng của nó biểu lộ ra giết người trộm cướp tà dâm, nói láo, nói lưỡi ai chịu, nói lời thế gian, đó là ông ác và tham sân si càng kề. Thế thì biết cái tâm người đó là tâm ác. Ngược lại, người nó biểu lộ ra không có những cái điều ác như vừa nói, mà sống cuộc đời làm lợi lạc mọi người, thế thì nói người đó là người đó, tâm người đó là người đó tâm thiệt. Thế thì tâm là cái đó, nó là cái hữu tác dụng, nó là cái pháp có tác dụng, nó là cái pháp mà mọi người đang thọ dụng, nó là cái pháp mà mọi người hiện sở chi, ai cũng phải sử dụng nó. Và không có nó là con người thân xác còn nguyên, mà không có cái đó là con người nó không gọi là người nữa, mà gọi là thây ma. À, thế thì cái đó đó. Do vậy cho nên là giàu là bà Phật có nói rằng là tâm giới duy tâm, nhưng mà không phải cái tâm của mình là cái gì nó làm ra, nó làm ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không phải vậy. Các cái cõi đó không có, nó không có ranh giới bao nhiêu cái số, bao nhiêu bề kính, không có. Cho nên là phải học rằng là hiện tượng vạn pháp tồn tại khách quan. Còn cái do nó là do cái gì? Là do nhất thiết chủng thức như thị như thị, biến dĩ chuyển chuyển lực, có mà bí bỉ phân biệt sanh. Cho nên cái đó không có ai làm ra hết trơn. Đức Phật thì không làm rồi, và Đức Phật thì không bao giờ nhận mình là đấng toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn đức, toàn năng để sanh ra mọi loài. Không có việc đó được. Theo giáo lý đạo Phật là không có việc đó được, không có một con người nào làm được việc đó. Vì con người đó ở đâu
là cái gì để làm ra được việc đó, không có lên lý luận được. Cho nên đối với Đạo Phật là hiện tượng dạng pháp tồn tại khách quan. Tồn tại khách quan có nghĩa là do những thiết dụng rất nhiệt thị cho bị biết dĩ tướng như là có mà bị bị phân biệt. Đó là kết quả của cái tâm lý duyên sinh chuyển biến trong cái nhất thiết dụng thức. Cho nên câu này để giúp chị Đậm là để ôn lại cái đó đó. Đọc câu này là phải đọc cái bài do những cái chứng tích như thị như thị biến dĩ tiên chuyện lực cố một bí bí phân biệt thành vì vậy cho nên là nó tồn tại khách quan. Còn chấp cái gì đó là duy duy cái chấp của anh ta gọi đó là chấp ngã hay là chấp chấp pháp đó, cái đó là thuộc về duy thức do anh đặt ra, do anh nặng ra, mà cái đó không có thật. Ví dụ như cái chuyện tính của bà chúa kho đó, rồi là sách sử ta có biết bà đó là một bà chúa tức là vợ vua, nhưng mà bà đó có cái công cái tính tốt, giữ gìn kho lắm, nó giống như là cái bà mà cái bà vừa có tuồng hát á, tuồng hát vợ vua. Thứ thứ ủy an, cái bà ủy an thứ đi, thì cái người có tài năng, có lương tâm, có lòng thương dân, cho nên nhà vua đi gánh giặc chiên, bà nhà bà quản lý hết mọi việc trong triều đình mà làm nên được tốt. Thế thì là cái người đó, nếu mà theo giới lý Đạo Phật thì cũng là một cái tường dị thục, thì thục sinh duy dị. Vì vậy thục chứ làm gì có cái bà đó mà ở vĩnh cửu trên đời đó để mà phù hộ người ta hả? Cho tiền người ta, cho vay rồi ăn lời á. Cho vay để cho ta làm ăn khá, cái năm sau người ta đem quần áo người ta cúng mình vậy. Tức là trở thành người cho vay. Mình là người tốt thì sau đó trở thành người cho vay. Đâu có phải vậy. Nhưng mà người ta tin như vậy là theo Đạo Phật gọi là do nhất thiết duy thức đó. Tại cái thức người ta biến là tội nghiệp cho cái bà chúa kho. Cái bà chúa kho không hề làm vậy, mà có làm cũng không được. Theo giáo lý Đạo Phật có làm vậy làm cũng không được. Cái chân lý của cuộc đời nó không cho làm vậy. Do cái nghiệp tập khí dự thủ, tập khí câu tiền, dự thủ ký tận thì thuộc sanh dư vậy. Vì vậy thật chứ không có được quyền làm vậy. Cây sầu riêng đó mặc dù là sầu riêng ngon, nhưng mà anh có tới thời gian rồi anh dựng xuống hộp rồi ta lấy hộp ta trồng, viết giấy ta trồng, mà cây sầu riêng sau không phải là cây sầu riêng trước còn lại được. Không thể đến bao nhiêu nhánh, bao nhiêu lá, bao nhiêu cành, ra bao nhiêu cái như vậy được, mà là cây khác. Cái khác nhưng mà không ngoài cái giống tự nhiên ngon này. Bây giờ là tiền dự thục cái tận mà phục sinh dư vị. Dư dự thục. Chứ cái bà chúa kho sao là còn hoài được. Bà thiên hậu nào đó sao là còn hoài được. Không có. Cái, những cái câu chuyện mà tôi viết thôi nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm. Tôi viết để mà ta răng đời á. Hạng Võ hồi xưa đi đánh giặc chết rồi, cái rồi sau đó bị thằng Tính chặt đầu ở chỗ cái sông Hát Giang, rồi thành ra cái con quỷ ở đó, ai đi ngang nhận chìm xuồng thuyền của anh ta, mà ai muốn khỏi chìm là phải mua 100 cân vàng mã đem đốt ở đó, rồi ai mà không đốt là nhận làm sóng gió nhận chìm. Thế là trong sách ta nói là trạng Việt Nam mình đi ngang qua đó, người ta bảo rằng là phải đốt vàng mã đó, chứ không đi ngang đây là nguy hiểm những người lái đò đó. Trạng Việt Nam nói hỏi sao vậy, ai đó vậy, làm cái gì vậy, người ta mới thuật lại là chuyện Hạng Võ chết rồi về linh thiêng lắm, ở chỗ này Hạng Tính chặt đầu y ở đó chỗ này nè, cho nên vậy làm vậy đó, ai đi ngang đây là phải nạp 100 cân vàng.
Thế là ông già Việt Nam ông nói, nó cứ đi chào tới cho ta. Chào tới ra rồi sóng gió bắt đầu riu riu thổi lên, ông già ông chỉ vô cái yếu. Ông nói quân bất quân hề, thần bất thần, như hà miếu mạo tại gia nông kim kim yên tích vực quân bất quân hề thần bất thần, như hà miếu mạo tại gian tranh gian đông tích vực kim hềm tử mà hà tích thiêu tiền bất giản cân. Có nghĩa là ông là một người vua mà không phải là vua, mà tôi không phải là tôi. Bởi vì ông Hoàng Giả là việc vua nhà, việc vua tận mà dành quyền lợi với bá công, cho nên là vua chưa vua, mà tôi chưa phải là tôi. Tại sao ông có được cái nữa đâu? Nhà miếu mạo tại Giang Đông này, ngày xưa đó ở Giang Đông đó là cái đất đó là mênh mông vậy đó, mà ông còn chưa nhỏ. Rồi bây giờ hốt gì là ông phải cần 100 cân vàng bạc bằng giấy tiền như vậy để lo hối lộ cho ông mới chịu là sao? Thế thì cái linh hồn kia nghe rồi mắc cỡ, rồi tự xấu hổ, rồi thôi, rồi coi như bỏ, không có làm chuyện chuồng nữa. Đấy. Thế thì là câu chuyện là người ta nói rằng là cái con người nó có cái bất mãn, cái bất bình, rồi nó làm ra cái sự việc để mà kiếm ăn bằng cách tầm thường vậy, để người ta khinh chê những cái người cái quá khứ nó không có tốt. Còn người ta chết một cái chuyện nữa, chuyện của Quan Công bị Lý Mông chặt đầu rồi quậy phá tùm lum đòi mạng đòi đầu. Thế thì là náo loạn cái dân chúng. Thế thì bữa nọ là đi tới chỗ cái am cơ sở tỉnh Thường Xuyên đó, ông nói ông Quan Công, nếu mà ai mà bị chặt đầu mà cũng đòi như ông vậy đó, ông bị Lý Mông chặt cái đầu mà ông đòi, ông làm tùm lum, ông quậy này, ông phá chỗ kia, ông làm cho thiên hạ nó là xáo trộn như vậy. Còn nếu mà người ta mỗi người đòi cái đầu cho ông, người ta đòi thì đầu ông thường, đầu đâu ông thường cho đủ. Ông có nhớ mà lúc mà ông đi mà cái bụng quá quan tám dục tốn, ông giúp bao nhiêu cái đầu không? Trương lương là nhan lương là dân số là vân vân, ông giết đó thời gian đó giết bao nhiêu đầu. Thế thì là cái ông này lại cũng nghe cái đó rồi tự giác ngộ, tự mắc cỡ, rồi tự hết linh thiêng, hết quậy. Thế thì đó là những cái câu chuyện để người ta nói lên cái cho mọi người, cảnh tỉnh mọi người rằng không có cái gì tồn tại hết á, nó không có cái tồn tại, dù cho có quậy đi nữa, cỡ những cái tay như vậy đó, hào kiệt như Quan Công, như Hàng Mã ha, nhưng mà là khi mà nhận được cái lẽ phải rồi thì nó cũng tự tan biến đi đâu đó. Nó đâu có còn hoài được. Nếu mà còn hoài thì bây giờ vẫn còn quậy sao? Nhưng mà bây giờ thì thật sự đâu có thành thánh nào quậy. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo mình phải cương quyết, mình phải nhận thức cho rõ rằng là hiện tại sự vật nó diễn biến và nó tồn tại khách quan, và nó theo cái quy luật sanh tụ dị diệt, thành tụ hoại xong, tiền dị tục ký tận, phục sanh dư dị phục, không có nên mê tín dị đoan. Cho nên tất cả đó là kết quả của chân lý duyên sanh chuyển biến trong nhất thiết vũ tích, không vì tất ngã mà hiện tượng vạn pháp sanh, mà không vì không tất ngã mà hiện tượng vạn pháp không hiện hữu tồn tại. Cho nên là hiện tượng vạn pháp là nó tồn tại một cách khách quan, không vì người ta chấp ngã mà hiện tượng vạn pháp nó sanh ra, không vì không chấp ngã mà hiện tượng vạn pháp không tồn tại, mà dù mình không chấp nó cũng vẫn tồn tại, mà vì nó là cái pháp duyên sanh mà,
Nhất thiết tưởng thức là cái sở tàng, nó vừa là nguyên nhân để chuyển duyên sinh ra sự vật, vừa là kết quả hình thành tính thể vô vàn sự vật vạn tượng sinh ra trước mắt. Nó là nguyên nhân. Đức Chúa chủng tử của vạn pháp để nó duyên sinh ra sự vật, vừa là kết quả nó hình thành cái tính thể, tức là mọi sự vật mà nó hoàn thành, ví dụ như cái máy này nó hoàn thành cái gì gọi là cái tính thể của cái máy TV, cái chuông này nó hình dáng nó về gọi là hoàn thành một tính thể của một cái gọi là cái chuông, cái này nó hoàn thành cái gì mình gọi là nó hoàn thành cái tính thể của một cái viết. Thế thì cái đó là do cái quá trình chuyển biến của cái chủng tử ở trong cái nhất thiết chủng thức. Giáo lý của đạo Phật là như thế. Chủng tử giảng pháp thì vô vàn, tự trung có những cái chất liệu, chủng tử nó có chất liệu đây nè nha, tự trung nó có những chất liệu. Một là cái thể lưu ngại, là nó có cái tính rắn chắc giống như là đất, gọi đó là địa đại. Hai là cái thể lưu nhuận, nó có cái tính lỏng, nó giống như nước, gọi đó là thủy đại. Ba là cái thể viêm nhiệt, cái tính nóng nó giống như là lửa, gọi đó là hỏa đại. Bốn là cái thể thiêu động, cái tính nó chuyển động giống như là gió, gọi đó là phong đại. Năm là cái thể lỏng, thể lỏng, rỗng không, cái tính nó rỗng như không, gọi đó là không đại. Năm đại này là những yếu tố hình thành ra khoáng vật, thực vật và những gì thuộc về vật chất, đó là ngũ đại: địa, thủy, hỏa, phong, không. Năm cái món đó nó thành ra những cái loại vật chất, cái loại vô tình chúng sanh gồm trong thực vật và khoáng vật. Ngoài ra còn hai cái đại thuộc loại siêu văn tự nữ ngôn, siêu tư duy văn biệt bình thường, duy thức học gọi đó là bất khả tư, đó là kiến đại và thức đại. Mà đây hỏi về cái tâm hồi nãy đó, cái tâm đó mình gọi là tâm đó, mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là kiến đại và thức đại, cái đó mình không thấy được. Con người nhận thức sự hiện hữu của kiến đại và thức đại bằng hữu tác dụng, đây tôi gọi là hữu tác dụng pháp, tức là nó là cái pháp có tác dụng. Ví dụ như con mắt của ta, lỗ tai của ta, lỗ mũi của ta, lưỡi của ta, thân của ta, óc của ta, nó cũng là một thứ thịt vậy thôi, y như tất cả thứ thịt toàn thân. Vậy mà cái thịt ở chỗ cái bắp tay này là không thể thấy được, cái thịt ở chỗ cái nắm tay này không thể ngửi được, cái thịt chỗ cùi chỏ này không thể nghe được. Và thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều là nó tương quan, nó nương ở nơi cái chỗ cái tác dụng mà nó biểu hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thế thì là cái mà nó làm cho con, nó biểu hiện ra cho con mắt mà để cho nó làm cho con người ta có thể thấy, cái mà nó thông qua cái lỗ tai mình để nó làm cho người ta có thể nghe, lưỡi làm cho nếm được, mũi biết ngửi được, thân biết xúc lạnh nóng cơn nhám biết giác được, và ý biết phân biệt được. Thế thì cái đó được gọi là hữu tác dụng pháp. Cái đó cái pháp mà có tác dụng như vậy để nó làm cho con người hoạt động được thành con người, gọi là người sống là thành con người. Thế thì cái đó được gọi là tâm, vừa là hữu tác dụng, chứ mà hữu tác dụng pháp, hiện sở tư pháp, hiện thọ dụng pháp, mọi người đều thọ dụng cái đó. Có người có thể giận, có thể buồn, có thể vui, có thể thương, có thể ghét, do ai? Do cái
cái thọ dụng pháp đó, mà cái thọ dụng buồn vui thương ghét đó, cái đó là tâm. Hiểm sở chi là cái đó mọi người ai cũng biết. Nếu không có cái đó trong con người thì con người không còn là con người nữa. Cũng con người này mà không có cái đó, ta gọi cái đó là cái thây ma, cái xác chết. Do vậy cho nên là người ta biết được cái gọi là tâm, là dựa trên hiện sở chi pháp, hữu các diệu pháp và hiện thọ dụng pháp. Đó. Cho nên tâm cũng nó, mà thức cũng nó, tâm với duy tâm. Cho nên cái lúc tôi gọi đó là tâm. Mà bây giờ nói về cái tâm đó là người ta không có nói, ta không có dựa trên sáu giác quan, mà ta nói tâm với duy tâm, tức là tôi chỉ nói về cái công dụng của ý thức của một bộ óc mà thôi. Còn khi ta nói dạng pháp duy thức, có nghĩa là ta dựa vào cái thấy, anh chấp vào cái thấy của con mắt, anh chấp vào cái nghe của lỗ tai, anh chấp vào cái ngửi của mũi, anh chấp vào cái nếm của lưỡi, anh chấp vào cái xúc của thân, anh chấp vào cái phân biệt của ý, anh chấp vào cái công dụng chấp đó là mạt na, mà nó có một cái tổng thể để chứa đựng những cái chấp đó để duy trì, cái đó ta gọi là A-lại-gia. Thế thì ta phân tích như vậy thì cái chấp đó ta gọi là dạng pháp duy thức, tức là dựa vào cái hiện tượng của bảy thức, của sáu giác quan. Vậy là trên cái chấp đó đó, của bảy thức, của sáu giác quan đó, ta gọi là duy thức. Còn khi nào ta nói duy tâm, ta nói duy tâm là ta nói là dựa vào một cái sự tư duy chấp mắt của tâm anh. Chứ kỳ thật là tâm cũng tức là thức, mà thức cũng tức là tâm. Nhưng mà tâm là dựa một cái sự tư duy. Ví dụ như cõi này mà nếu mà đam mê nhục dục càng trề, nó làm cho mình đau khổ, thành ra cõi là cõi dục. Mà mình không còn đam mê, mình không còn lười dục lạc càng trề, mình nhăn nhăn đi thì gọi cái cõi này là cõi sắc. Còn mình giải lấn tâm hồn trong cái cõi siêu hình thì gọi là cõi vô sắc. Chính là cái cõi này do cái tâm của mình nghĩ ngợi mà nó thành ra cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc. Thì trường hợp đó thì gọi là tam giới duy tâm, do cái tâm của anh mà nó làm ra cái cảnh giới này, hoặc là đầy nhảy dục vọng đau khổ tàn trề cõi dục, hoặc là bình thản vô ngại tự tại cõi sắc, hoặc là giải đến tâm hồn trong cảnh siêu hình mà không hiện thực gì được hết, đó là cõi vô sắc. Thì trường hợp đó ta gọi là tam giới duy tâm. Cho nên cái chỗ này đối với cái này hay lắm đó. Có người nhận thức sự hiện hữu của kiến đạo và thức đạo qua hữu các dụng pháp, hiện thọ dụng pháp và hiện sở tư pháp. Công năng nhận thức và công năng thọ dụng trong cuộc sống hàng ngày, rồi mệnh danh đó là thức, là tâm, hoặc cũng gọi đó là tinh thần. Thế thì tùy theo cái chỗ mà gọi nó là thức, dựa trên cái sự chấp mắt của sáu giác quan biểu hiện ra gọi là duy thức, dựa trên cái sự tư duy áp đặt của ý thức mà thôi thì gọi đó là duy tâm. Còn thông thường người ta gọi đó là phần tinh thần, để nó vậy. Nhưng mà cái đó do cái lúc thuyết pháp mà Phật có thể, kinh Phật gọi nó có những cái tên khác nhau như vậy. Cho nên là cái câu hỏi này nãy nó không trả lời nè, không trả lời là để rồi á, phải nghiên cứu ở đây. Hết giờ rồi, đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô